À, em ơi cho anh hỏi là em tên là gì vậy? Dạ, em tên là Tâm ạ. Em tên là gì ạ? Tâm, Thu Tâm. Dạ, em có phải là sinh viên của trường Đại học Đà Lạt không? À, vâng ạ, em là sinh viên trường Đại học Đà Lạt. Em đang học ngành gì ạ? À, em đang học ngành quản trị kinh doanh. Em có thể nói là được không ạ? Quản trị kinh doanh ạ. Quản trị kinh doanh đúng không? Vâng. À, nhưng mà tại sao em lại chọn cái ngành quản trị kinh doanh? Cái này do ba mẹ chọn thôi, đi lên học thôi. Tức là do ba mẹ em chọn hả? Dạ. À, và em là người ở đâu? Em là người Phú Yên ạ. Em đến từ Phú Yên. Vâng. À, nhưng mà tại sao em không có chọn Sài Gòn hay là Đà Nẵng để em đi học đại học mà em lại chọn Đà Lạt để em đi học đại học? À, cái đó tại cái ở trong Sài Gòn thì chọn cái ngành mà ba mẹ không thích, xong rồi cái anh tư vấn lên trên này học. Nhưng mà nếu như mà em được lựa chọn lại một lần nữa thì em có lựa chọn trường Đại học Đà Lạt không hay là em sẽ lựa chọn một trường đại học khác? Có, em sẽ chọn trên này. Tại sao có lý do tại sao em có thể nói cho anh nghe được không? Trên này thời tiết cũng mát mẻ, với lại mọi người rất là thân thiện, thầy À, cô cũng rất là rất là vui. Em có thích cuộc sống ở Đà Lạt không? dạ, cũng có chút chút thôi. Cũng có Nói gì thì cũng ở à. quê mình sẽ tốt hơn. Ừ. Nhưng mà cái điều mà em thích nhất ở Đà Lạt này là điều gì? Thời tiết Thời tiết rất là với mát mọi mẻ. người thân thiện lắm. Okay. Bây giờ trước khi mà em tạm biệt các bạn ở dưới Sài Gòn thì em sẽ nói một cái với là các bạn khác thì em sẽ nói cái câu gì? Mọi người có dịp thì ghé lên Đà Lạt chơi. Đà Lạt thì có rất là nhiều phong cảnh đẹp, nhiều điểm du lịch nữa. Được thì ghé vào trường Đại học Đà Lạt luôn. Ok, cảm ơn, tạm biệt. Bye bye.